Bây giờ mình sẽ dắt mọi người đi bẻ nấm nha. Mình không biết mùa này thì có nấm chicken of the wood. Thì đi thì mình có những cái gì? Đây mình giới thiệu cho mọi người coi. Tại mình quay bằng điện thoại thì đi thì mình súng này thì để cho mình. Súng này được bao nhiêu viên đạn? 6 hay 8 viên gì không biết, 2 4 6 8 9 viên gì đó. Đó thì với lại một cái giỏ đây ra mình cho con coi, cho mọi người coi cái giỏ nha. Hay cái giỏ của tôi đâu rồi? Đây là cái giỏ của mình. Hy vọng quốc đàn giỏ này. Tại vì mới này mới đầu mùa mình không biết là nó mọc hay chưa nữa. Đi thôi. Mặc đồ sáng sáng vậy cho nó nhìn thấy. Tại vì mình phân biệt ra, mình mặc đồ màu hồng và nó màu vàng như vậy, nó phân biệt con thú nó nhìn thấy nó chắc chắn đây là con người. Và đây là một cô gái, thành ra chân yếu tay mềm. Thường thường năm nào vô cũng cổ cũng vô đây, thành ra tránh xa cổ ra. Cổ có xuống đó. Bạn nè, cầm đi em bẻ coi. Em thí nghiệm rồi, cầm đi. Tàn đó mà tàn. Đây là kinh bullet nè mọi người, là đấm đùi gà đó. Trời ơi, nó đã hư rồi. Tôi đã đi vô trễ rồi. Tại sao vậy hả? Bự chà bá. Thôi, đi kiếm nữa coi. Tức gì đâu. Mọi người nè, nắm kinh bullet nè mọi người. Em thấy rồi, em nói gì. Nó tàn nè mọi người, một cục đen dưới đây là nó tàn nè. Chơi nó luôn hả? Cho mẹ ăn tươi ngon. Nó còn tơ ngon. Trời nè. Này kinh bullet đó mọi người, bộ ai muốn biết thì thông tin thì gọi lên mạng để kinh bullet. Này, cái này nó mới đã nè. Chết rồi. Chết rồi. Không bỏ đi. Đưa, cái thớt nó đây. Tao đau. Mày trễ nó bị tàn rồi. Tức ghê không? Bị già. Đây nấm gì nè? Biết. Nấm nè. Cái nấm sen keo. Đứt bà ruột không? Đây đây. Y nó còn nhỏ vậy mà cầm như được hay thêm trong cái nấm này. Đây. Đây dưới chừng có nấm nè. Đâu? Ở đây nè. Im cho cái vỏ. Nếu cho chị tầm đi hái nấm coi. Không có lũ nước, nó chưa có mọc. Còn khô quá, khô hạn quá. Nhưng mà cái có dứt đi. Nấm mì ăn đỡ đi. Như nè. Mập phải không? Mập ù. Rồi mấy con nhỏ này sao? Bẻ đi, tại vì nó lâu lớn, tại mùa này mùa. Mùa này nó không có lên được. Khô. Nó hút hơi ẩm dưới suối nó lên nè. Đây còn hai đứa nhỏ nữa nè. Gì ăn lẩu á. Lấy ăn lẩu đi, gặp mấy mé này có đó. Trời ơi, mới vừa lú đầu lên nè. Ui, nó còn nhỏ xíu đây nữa nè. Kiếm nữa. Tóc tai bù xù. Đây mọi người, mình đang chạy trên xe mà trong vườn của mình nhìn thấy có cái nấm linh chi nè mọi người. Nấm linh chi này nè. Chi đỏ nè. Trời ơi, không được rồi. Không được rồi, cứng quá, để ông Doraemon ông bà ông bẻ đi. Cô bé mặc áo đỏ. Đội nón vàng. Đội nón vàng. Không thấy gì vàng vàng đâu. Lá. Này. Kìa. Gì? Cái đó kìa. Đâu? Đó. Đâu? Ờ, mấy chân hả? Mấy cái gì? Đâu? Đâu đúng rồi, đúng rồi. Đủ ăn lẩu. Đúng, đúng rồi, đây nè. Ê, dưới chân à, hùi xém chút nữa đạp rồi. Dưới này nè, nhớ chỉ nha, trên đây nè. Không khéo là ngồi con dao nó vào.
Cái này khỏi mang bao tay luôn nha. Tại vì ở đây nó hay. Ở dưới gồng, kéo gồng dưới nó mập dưới, tuốt ở dưới. Mập lắm á. Thiệt là tình. Thiệt là tình buồn thiệt chứ. Ủa đâu rồi, tôi nhớ tôi có cây chổi nè ta. Bỏ trên xe rồi chứ gì. Nói chung là thôi, về nhà phủi đi. Cũng không có nhiều, với lại nấm mùa này nó khô. Khô queo à. Ngon, nói chung rất là ngon. Ủa nó mập má ơi. Bằng đầu gối. Để vô đầu gối coi. Trời ơi, bằng đầu gối luôn. Bằng đầu gối tôi luôn. Bằng đầu gối. Của con mập. Con mập tâm giỏ. Chưa quá chưa bự luôn. Thôi chiều nay nói chung là cắt hết nguyên đám này về chắc ăn lẩu được. Là... kèm thêm rau gác này kia nữa. Dạ, dây à. Đây còn lắm nè. Đâu. Trời ơi. Cái gà hàng hiếm mà còn bỏ sót nữa. Mùa này chưa có vô mùa nha mọi người. Nghe, nghe được ổ nấm mini. Ổ nấm mini. Nấm này organic. Cái nào? Ui, ui nè, cái gì đây? Đi. Tàn tạ rồi. Đạp nó. Còn có cái lê rơi này, đụng với trước đi. Để anh hoa này. Dặn lên nó nha. Nó khô queo à. Ừ. Nó chưa bằng là summer. Nó là khá summer không quen. Summer thì phải khô là summer. Ừ. Này khó nhìn lắm nè. Nó không có vàng. Đó. Được rồi. Điều mấy năm rồi. Trời ơi, đứt dột. Đứt dột nhưng mà cởi từ từ. Thấy thằng này không? Thằng này nó... Ủa sao mình bỏ nhiều vậy? Thôi cắt hết lên đi rồi cũng. Bị khô. Bị khô thôi bỏ nó ra bên. Nhà trẻ. Mà nhà sớm cũng đâu có nhiều. Cũng có nhiều thôi. Mẹ thằng này mới ngon nè. Nhìn thấy không? Trong đây nữa nè. Dễ gì mà trốn khỏi chị mà. Chị đang đói mà. Chị đang đói mà. Rồi ông mập. Ông mập kinh điển luôn rồi. Bào nó ra cho sạch sẽ. Ngon ha. Bự, bự chà ba lứa. Này sen treo nè. Sen treo ở ngoài vàng, ở trong nó màu trắng. Nói chung là không biết thì đừng ăn. Phải tìm hiểu cho kỹ. Nói chung là cũng khó lắm nha. Ăn nấm này là đẹp da nha. Nghe mấy con Mỹ nó đồn ăn nấm nhắm nấm này không có nhức mỏi gì nè. Hả là hả? Kiếm kỹ rồi. Kiếm kỹ rồi. Thường thường nó mọc dần dần đây nó cũng có nữa mọi người. Khó lắm. Kiếm ý như là đem thằng Ben gì theo kiếm. Anh em ơi, thêm một bãi giống vậy nữa thôi cũng... Nấm này làm nhưng nó không có tốt bằng nấm em thấy. Nấm mà mọc trên cây cũng tốt hơn. Rồi. Dưới chân. Nấm này bự đẹp. Cái gì? Có làm được cái gì đâu. Được hả? Nó chỉ vậy thôi nè. Cũng đẹp mà. Dĩa này nhổ chứ không có cắt. Ừ, cắt được. Đây nè. Đây nè, đây hai nấm nè. Theo nè. Còn cái thu của nó dưới là biết rồi. Bỏ vô dơ nấm này của tôi đâu có được. Đây nữa còn cái nấm bò hả? Thôi, nhỏ xí. Sao mày tính chứng tươi sao chị biết được? Phải vàng lên chị mới biết mày là ai. Mà không được đẹp, chị thấy làm sao? Em cười, cái giọng cười nham nhở là anh biết rồi. Cười nấm xanh bự nha. Cười cái gông dưới, nằm dưới cái gông. Cười một giọng cười nham nhở là biết rồi. Ở đây không có gắn nha mọi người. Dồi, ta đã làm nó gãy tan nát cuộc đời qua nó hết rồi. Wow, nó sâu ở dưới ghê luôn á. Ấy rong bên, bưa rong lên bỏ khúc. Ủa thằng này sao? Trời ơi, nó ủ, giờ hàng hiếm mà. Hiếm chạy nó đi. Bưa xuống dưới cái chân, bỏ chân nó. Ờ cái này hình như hai cái rồi. Cái chân đâu mọc lên được đâu, cắt ăn đi. Bưa xuống dưới á. Biết, rồi từ từ. Sâu miệt hạt ở dưới á.
Chắc tôi quánh trong này. Ai già nó tới ba đứa lận, ba đứa. Thấy không? Đứa chúng tới chân vậy đó. Ừ, vậy nè, mấy đứa. Nãy em cắt con kia bỏ cả gan á. Rồi cái kia nãy bơm môi rồi không có. Nói gì thôi, chả nhé. Đây, mọi người nhìn đi. Mọi em cười nha anh nhớ. Tôi nhìn thấy là tôi cười cười phải màu vàng vậy mới thấy dạo này già rồi con mắt không có thấy được. Hình ra mang cái nón nó ngược lên sao và cái nón mà che lại á, cho khuất tầm nhìn. Còn cái này. Còn nữa hả? Dài, dài. Nhìn ngang người nào cũng như người nào thôi. Nếu mà đi chung đường như vậy, mình thấy anh rất hy vọng mình có gì vậy. Hả? Đúng rồi, đi vô rừng á, lỡ mà có gì lạc vô rừng nha. Nó ăn nha, cái này cho bằng cái gì quên nè. Cái gì hả? Ngọt ngọt. Để ai đi lạc đi rừng ăn cái này được nè, cái lá nó gì nè. Ăn vô để đói rồi chờ người cúng nha. Ai đồng đi vô rừng chỉ có mình em với anh đi thôi. Đây là nấm linh chi nè. Để đếm cái bà thử nè mới tốt. Ngộ vậy. Nè. Ở dưới của nó vậy nè mọi người. Nó mềm nha, còn nấm loại cây kia là khác nha. Ăn cái màu của nó là cái màu đỏ. Chi đỏ đó mà tại vì nó đóng phấn lên á.